Đấy, các bạn thấy nhá, bây giờ là 63,3V này. Đây, cái vạch báo năng lượng này là nó đang còn đủ 5 vạch, nhưng mà cái điện áp nó đã xuống còn 63,3V. Đây, mình để eco nhé. Bây giờ ấy, mình sẽ vào xuống hầm Vicom, bên hầm Royal City, xuống hầm B3. Xong rồi một lát nữa thì mình sẽ chạy từ B3 lên, chạy hai người lớn, nó tải trọng khoảng tạ 3 đến một tạ 4 gì đấy, 130 cân đến 140 cân, để xem là cái xe này nó có lên được không. Với cái mức năng lượng mà ắc quy bây giờ đang còn là 63,3V ấy, thì mình cũng muốn thử xem là liệu là có lên được không. Vì cái dốc hầm này nó rất là cao, từ B3 lên tức là âm xuống đất là khoảng 10 mét rồi đấy. 10 mét, dốc 10 mét lên, nhưng mà theo chiều độ cao thì âm 10 mét, nhưng mà cái chiều dài của dốc hầm nó khá là dài và nó cũng dốc khoảng, như mình thấy là nó khoảng 10 đến 12%. Mà đi một người thì sẽ lên được. Thế là mình sẽ thử hẳn cả một người và hai người cho các bạn thấy. Bây giờ xuống dốc hầm này đấy, các bạn có thể thấy không? Thấy là nó dốc không? Từ dưới hầm B3 của Royal City nhé. Và cái xe VinFast Clara A2 của mình ấy, địa áp bình ắc quy đang là 63,4V. Tức là cái xe này lúc nạp đầy nó vào khoảng 70V. Bây giờ nó đi rồi, mình đã đi được khá rồi, cho nên là nó còn chừng này thôi. Bây giờ mình sẽ từ hầm B3 mình đi lên trên mặt đất ấy. Hy vọng là cái xe này nó sẽ đi được. Vì bây giờ mình hai người quá. Trước mắt mình là cũng một cái VinFast, nhưng người ta đi một mình thôi, thì các bạn cũng nhìn thấy luôn là để xem là người ta lên một mình sẽ như thế nào. Đó, trước mắt là một chiếc VinFast kìa, Clara, xe đấy đi một mình và lên rồi. Bây giờ xe mình đi hai người, mình sẽ phải để sport vặn hết ga luôn. Các bạn nhìn thấy đồng hồ là tụt xuống 58V này. Đuối rồi các bạn ạ. Khả năng không lên. Tức là hai người với mức điện áp bình ắc quy nó về là 63,3V mà trời. Tức là cái xe của mình khi mà đã vận hành trong ngày rồi và điện áp nó còn bình ắc quy còn là 63,3V ấy, mà chở hai người với khối lượng là 130 cân cộng với một đôi giày patanh và một cái bán trượt với cả đồ dùng cá nhân nữa thì nó khoảng 10 cân nữa.
thì tức là 140 cân tải trọng người và hàng hóa, thì từ hầm B3 của Royal City mình chạy lên mặt đất thì để sport, để eco thì khả năng không lên được sport đấy. Xuất phát từ cái chỗ mà sau lúc mà soát vé xong, gửi xe xong thì ra thì ta không có đà, tức là không có đà đấy, để chạy lên leo lên được cái dốc hầm đấy. Tốc độ của xe nó có lúc nó về đến 6 km/h, cảm giác như là không thể lên được, gần như là sẽ dừng lại rồi, nhưng mà chiếc xe nó vẫn lì lợm và nó vẫn leo lên được cái dốc đấy, cái dốc hầm của Royal City. Mình thấy như thế là ổn. Cái điều nữa là khẳng định về cái chất lượng của chiếc xe đấy, vì Vincom quảng cáo là xe nó sẽ tải được, VinFast quảng cáo là cái xe nó sẽ tải được 150 cân, và thậm chí nó còn leo được cái dốc hầm như thế, thì là mình thấy là chiếc xe rất là ổn. Qua đó thì các bạn có thể thấy yên tâm về xe VinFast nhá, tức là ngoài cái yếu tố về mình ắc quy ra thì cái bộ phận động cơ và bộ phận điều khiển của động cơ nó rất là ổn đấy. Là nếu mà cái xe mà cái bộ điều khiển mà nó kém ấy, thì với cái lúc mà mình lên dốc như thế nó rất dễ bị ngắt động cơ, nhưng chiếc xe thì nó không ngắt được tí nào cả và lên đều. Lúc đó thì bắt buộc mình phải kéo hết ga rồi thì xe không có đà, kéo hết ga và để sport và lên dốc. Cảm thấy là yên tâm cho VinFast Rara điểm 10 đấy các bạn. Mình sử dụng VinFast là đến nay là gần 1 năm rồi, cho nên là mình hiểu chiếc xe này khá là rõ rồi. Có lẽ để mà nói là hiểu để vận hành thôi, chứ không phải hiểu sửa chữa, hiểu để vận hành ấy. Giờ vạn kịch ga luôn này, lên được dốc hầm quá đỉnh các bạn này, quá đỉnh luôn, lên được dốc hầm lên được dốc hầm từ B2 B3 lên được dốc hầm từ B2 B3